Xin chào bác sĩ ạ, em là người bị mụn khá là lâu năm và hay bị tái đi tái lại. Tuy nhiên thì em vẫn chưa hiểu nguyên nhân gây ra mụn là do đâu vì em đã thay đổi rất nhiều phương thức điều trị khác nhau ạ. Trước hết thì em phải hiểu mụn là một vấn đề da liễu rất là phức tạp, gây ra bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là tăng sản xuất cái bã nhờn của em này. Thứ hai là tắc nghẽn cái lỗ chân lông, cái lỗ lăng lông khiến cho cái bã nhờn bị bít tắc. Thứ ba là cái sự rối loạn cái hệ vi sinh, rối loạn nội tiết trong cơ thể em nữa. Trong số các nguyên nhân đó thì cái rối loạn hệ vi sinh trên da được xem là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành mụn. Hệ vi sinh trên da thì bao gồm vi khuẩn này, nấm này, virus này, sống trên bề mặt da và trong các tuyến mặt lăng lông nữa. Ở trạng thái cân bằng thì hệ vi sinh này giúp bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn có hại, hỗ trợ sự quá trình phục hồi và tái tạo cho da cũng như duy trì môi trường axit tự nhiên bảo vệ da. Sự mất cân bằng của hệ vi sinh này có thể làm tăng sự phát triển của các vi khuẩn có hại như là những cái vi khuẩn Siecni, đặc biệt là những cái dưới típ Siecni 1A1 là một trong những nguyên nhân chính cũng gây ra bệnh trứng cá. Vi khuẩn Siecni phát triển mạnh trong môi trường lăng lông bị tắc nghẽn đấy sẽ tiêu thụ dầu và sản xuất các chất thải gây viêm nhiễm và hình thành những cái ổ mụn viêm. Rối loạn hệ vi sinh có thể gây ra sự thay đổi trong cách da sản xuất dầu này, làm tăng sự tắc nghẽn và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn phát triển, đồng thời cũng kích thích phát triển những cái phản ứng viêm của cơ thể. Em cũng đã thử rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau rồi và sau khi đi thăm khám thì cũng đã được bác sĩ kê uống ISO. Tuy nhiên thì sau khi ngừng thuốc ISO một thời gian thì em lại bị bùng phát mụn trở lại. Vậy thì làm thế nào để em có thể kiểm soát được điều này ạ? Đa phần khi mà xử lý mụn thì bác sĩ thường kê những cái loại dược mỹ phẩm này hay những loại thuốc chấm để gom quầy mụn giúp trực tiếp tiêu diệt cái vi khuẩn. Tuy nhiên thì cái biện pháp này mặc dù là đáp ứng nhanh này nhưng một số dược phẩm thì sẽ không sử dụng được lâu, dễ gây những cái tác dụng phụ như là làm khô da, thậm chí gây bùng mụn trở lại. Gần đây thì hướng tiếp cận mới trong điều trị mụn bằng mỹ phẩm sinh học mở ra cơ hội cải thiện tình trạng mụn mà không cần phải phụ thuộc vào hoàn toàn vào những cái loại thuốc hay là dược mỹ phẩm truyền thống. Khác biệt so với các phương pháp điều trị mụn thông thường thì mỹ phẩm sinh học không tập trung vào việc tiêu diệt toàn bộ các loại vi khuẩn bằng cách sử dụng hóa chất hóa học mạnh mẽ mà chọn lựa những cái phương thức ức chế sự phát triển của hại khuẩn này và thiết lập môi trường cho lợi khuẩn. Mỹ phẩm sinh học thì sẽ sử dụng những cái hoạt chất công nghệ sinh học từ các enzyme này, prebiotic này hay là postbiotic để tái thiết lập lại cái hệ cân bằng vi sinh trên da của em, từ đó mà điều tiết tuyến dầu này, đánh vào cái nguyên nhân chính gây vấn đề dầu mụn. Prebiotic chính là thức ăn cho các vi sinh vật có lợi và postbiotic là những sản phẩm của vi sinh vật có lợi tiết ra trong cái quá trình lên men của chúng. Khi mà tích hợp vào cái mỹ phẩm sinh học thì nhằm mục đích nuôi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nhằm làm đi giảm đi cái lượng Siecni 1A1 và đa dạng các giới típ khác của Siecni, từ đó làm giảm thiểu tình trạng mụn trứng cá. Điều này cũng củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da chống lại các tác nhân gây hại khác nữa. Những lợi ích mà mỹ phẩm sinh học trong điều trị mụn đó là điều trị đồng thời cả nguyên nhân và triệu chứng này, an toàn, sản phẩm sẽ ít gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả loại da nhạy cảm, cải thiện được cái chất lượng da tổng thể, giúp da khỏe mạnh và đề kháng tốt hơn nữa. Ngoài ra thì mỹ phẩm sinh học có thể sử dụng lâu dài mà không gây hại cho da. Tuy nhiên thì có một nhược điểm đó là cần thời gian để hệ vi sinh trên da điều chỉnh và cải thiện. Vì vậy khi mà sử dụng các loại mỹ phẩm sinh học thì mình phải kiên nhẫn một chút. Một thương hiệu mỹ phẩm sinh học mà bác sĩ muốn recommend với em đó chính là thương hiệu nhà Genetic, là thương hiệu mỹ phẩm sinh học có lịch sử đến từ Pháp này, được sáng lập bởi tiến sĩ Laposte. Các sản phẩm nhà Genetic được phát triển trên một cái triết lý đó là xây dựng hệ sinh thái này, hệ vi sinh tối ưu để tránh tái phát mụn, không chỉ điều trị triệu chứng mà còn điều trị tận gốc những cái nguyên nhân gây ra mụn nữa. Đối với tình trạng của em thì bác sĩ sẽ recommend 3 sản phẩm tối ưu trong quá trình điều trị. Thứ nhất là sữa rửa mặt Derma này, thứ hai là nước cân bằng Sobozer và cuối cùng là kem dưỡng Mix and Oily Skin Cream. Sữa rửa mặt Derma Gel thì sẽ là sữa rửa mặt dành riêng cho da dầu mụn, giúp kháng khuẩn, kháng nấm, chống lại sự phát triển của các hại khuẩn này, cân bằng độ pH, bảo vệ hệ vi sinh trên da, điều tiết cái giảm hoạt động của tuyến dầu một cách bình thường hóa nhất, giúp loại bỏ những cái dầu thừa, bã nhờn và vi khuẩn nhưng mà không gây khô hay kích ứng. Ngoài ra thì trong thành phần của nó còn có các collagen thủy phân giúp cân bằng dầu ẩm này, củng cố ma trận ngoại bào và giữ vững tốt những cái nhân tố giữ ẩm tự nhiên. Số 2 là nước cân bằng Sebozer, thì đây là cái dung dịch thanh tẩy và cân bằng cho da dầu mụn, chiết xuất từ cây một dược này, cỏ xạ hương này, cây ngưu bàng, không chỉ có chức năng cân bằng cho da thông thường mà còn là kháng sinh tự nhiên từ công nghệ sinh học này, giúp sát khuẩn và kháng khuẩn tốt nữa. Cùng với chiết xuất cây cải song giúp giảm tiết tuyến dầu này, tái khoáng hóa và ổn định hàng rào hóa học, Sobozer cũng là một cái sản phẩm hỗ trợ đắc lực trong quá trình điều trị mụn mà bác sĩ tin tưởng.
một sản phẩm cuối cùng đó chính là Mix and Oily Skin Cream, là kem đặc trị cho da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Mix and Oily Skin Cream là kem điều chỉnh tuyến dầu, một sản phẩm mà bác sĩ cho rằng là một sự khác biệt của nhà Genetic với cơ chế điều trị nguyên nhân vấn đề này, giúp giảm dầu mụn này, ứng dụng liệu pháp vi lượng đồng căn, dẫn truyền tín hiệu tế bào và công nghệ sinh học. Kết quả lâm sàng cho thấy Mix and Oily Skin Cream giúp kiềm chế hoạt động của tuyến dầu, làm thông thoáng cho lỗ chân lông và làm thanh khiết cho da lên tới 91%, đặc biệt không làm khô da, hạn chế khiếm khuyết và làm khỏe hàng rào bảo vệ tự nhiên của da tới 80%. 82% người sử dụng cảm nhận da sáng khỏe, giảm mụn, da mịn màng sau 3 tuần sử dụng. Nói chung là thì mỹ phẩm sinh học không chỉ là mang lại một cái phương pháp mới trong việc điều trị mụn, mà còn thúc đẩy quan điểm mới về việc chăm sóc da, một quan điểm mà sự cân bằng và sức khỏe tự nhiên của làn da được ưu tiên lên hàng đầu. Ngày 16 tháng 4 tới đây, Genetic sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo miễn phí liên quan đến xu hướng cân bằng hệ vi sinh trên da. Các bác sĩ, chuyên gia da liễu, chuyên viên chăm sóc da, chủ spa nào quan tâm tới chủ đề thú vị này thì hãy cùng bác sĩ Thu Anh nhấp vào link bên dưới phần bình luận và đăng ký ngay nhé.